lời vô cái gì đó bộc bạch, tiết lộ bí mật nè. Nếu tôi không thì bây giờ tôi sẽ là nếu tôi không, nếu như đặt ra cho mình một cái nếu như trong cái chương trình này á, là những cái lời thật từ trong tâm mình đúng ra rồi, đúng rồi chị, đúng rồi. Thì em cũng xin nói thật lòng với em, nếu như không Trinh... có như nói cho không có như, nếu tôi không thì không có như. Anh hơi căng thẳng rồi, anh hơi căng thẳng. Trời ơi, đang gần đến sự thật rồi anh lại phá. Bây giờ anh quay hay là em quay? Anh nhắc nhở thôi. Lớn tuổi rồi chị thông cảm giùm nha. Nếu Trinh không lấy anh Long thì bây giờ sẽ là người hối hận. Mình chia sẻ thêm về cái đó đi chị. Tại sao lại là nếu không lấy anh Long là chị sẽ hối hận? Thôi bây giờ trước khi anh mình về chỗ ngồi mình chia sẻ thì giờ mình quay cho một vòng nữa anh thôi. Chứ, anh chứ, anh chứ. Ok. Một vòng nữa thôi. Để chị để, bây giờ để em chị nói cho anh biết cái nào là khó nhất trong cái bản này vậy? Thật ra thì cái điều mà em rất là mong muốn và cái gì khán giả rất là mong muốn đó là cái này. Điều bạn thường nói với gì vậy? Khó là nói luôn, anh nói dối thì chắc có lẽ là cũng nhiều lắm. Và có một cái điều mà nói dối lớn nhất đó là có bồ. Là khi mà đã lấy chị Trinh rồi. Anh đã lấy chị Trinh rồi thì anh có bồ. Tại sao? Nhưng cái có bồ đó của anh đó là giống như là khán giả yêu thương anh, mến anh. Và từ cái yêu thương, cái mến đó, họ mới nảy ra tình yêu. Họ biết rằng anh đã có gia đình, họ biết là anh đã có Trinh rồi, nhưng mà họ vẫn đến với mình. Và khi mà họ đến với mình là làm cho mình có một cái sự gọi là, chắc có lẽ là cái chữ rung động thì đúng hơn đó. Đúng rồi đó. Mình có nên tiến tới hay không? Tôi nghĩ rằng đàn ông thì ai cũng vậy thôi. Nếu có một người phụ nữ nào đó đến với mình bằng một những cái lời lẽ ngon ngọt, những cái lời lẽ như là yêu thương và săn sóc cho mình, mặc dù là mình có gia đình rồi, mình vẫn phải có một sự rúng động con tim một chút xíu gì đó. Tại vì người ta nói là con tim thì nó có nhiều ngăn mà. Vì vậy cho nên là đã có lúc Long bị rung động và Long nói dối với Trinh. Khoảng thời gian đó lâu không anh? Chắc khoảng chừng 3 tháng. 3 tháng luôn? Cái câu chuyện đó nó xảy ra trong vòng 3 tháng. Thì sau cái 3 tháng đó thì một lần Trinh đã biết và Long cũng thú thật luôn. Lúc đó mới là thú thật sau 3 tháng. Kiểu mà 3 tháng đó là 3 cái tháng mà gọi là nhắn tin thôi. Nhưng mà khi mà Trinh phát hiện được thì bắt đầu từ đó chấm dứt luôn. Nhưng mà cho em hỏi là nếu như lúc đó mà chị Trinh không phát hiện thì bằng cái sự chân thật của cái cảm xúc của một người đàn ông đang rung động đi, thì anh nghĩ rằng là cái câu chuyện nó có thể tiến tới hơn được nữa hay không? Cái điều đó mình không thể nào mình nói được. Con tim của mỗi một con người á, họ đều có một cái sự rung động khác nhau. Thì Long nghĩ rằng là chúng ta không thể nào nói rằng tôi đã có một cái người yêu gọi là gì đó, gọi là lý tưởng rồi, thì không còn rung động với bất cứ một lời lẽ ngọt ngào nào nữa. Chắc chắn rằng sẽ có. Nhưng cái có đó đó, nó sẽ có một cái mức giới hạn. Dạ. Vì người con trai luôn luôn muốn được chinh phục. Muốn được chinh phục. Vì vậy cho nên ai mà nói là sẽ chăm sóc cho mình, ồ, vậy là mình đang có một người là mình đang chinh phục người đó, người đó mới được công nhận. Người đàn ông được công nhận là mình có sự hấp dẫn. Dạ. Đó. Vì vậy cho nên Long đã bị. Vậy cho em hỏi chị Trinh đi. Cái lúc mà chị đọc được những cái tin nhắn đó, cảm xúc đầu tiên của chị là cái gì? Thật lòng á thì nói đúng rồi nha, nói đúng à. Ở đây không được nói nha. Phụ nữ á, mình hay có một cái giác quan lắm. Khi mà tự nhiên cái mình có một cái linh cảm gì đó, bình thường anh đi làm cái gì cũng không cần biết, nhưng mà anh này một khi mà anh nói dối á, con cặp mắt ảnh ngộ lắm. Nói dối không được. Dạ, anh này có cái nói dối tự nhiên con người ảnh nó ngộ lắm. Lúc em mới nói anh cứ nhìn thẳng vô mắt em nè rồi anh trả lời cho em biết đi, phải là như vậy không? Thì anh hỏi không có tại sao cái mắt ổng ngó xuống vậy nè. Cái anh nói mình ngó vào thẳng mắt em đi.
Em chỉ muốn biết sự thật có phải như vậy không. Một khi cái ảnh nói, ảnh nói như vậy xong là bắt đầu từ đó khai ra luôn. Tôi cảm nhận cái điều đó, tôi thấy rằng tôi có lỗi. Và tôi đã nói với lại Trinh là có, anh có. Và tôi kể hết những gì mà tôi đã 3 tháng đó để tôi kể cho Trinh. Tôi hứa là dứt không nên như vậy nữa. Dạ, vậy là được rồi. Chị có nói với tụi em á là nếu Trinh không lấy anh Long thì bây giờ sẽ là người hối hận. Thì em nghĩ là với một cái lý do như vậy thì chị không bao giờ suy nghĩ lại là mình lựa chọn cái đó là đúng hay sai. À không, chị tin vào cái điều đó là bởi vì anh ấy biết nói chuyện những cái quá khứ, giống như không thể nào anh ấy đang nói chuyện giống như hiện tại đang ở cái phim trường này để thú nhận một cái chuyện giữa vợ chồng như vậy. Đúng ra là bởi vì chị không muốn nói. Nhưng anh ấy là một người rất là thực trong cái tình cảm để mà thú nhận. Sau khi cái chương trình này phát ra rồi thì sẽ lời ra tiếng vào, sẽ có những người thương sẽ nói tiếng khác và những người không thương sẽ nói vào một cái điều khác vào anh. Và cái sự áp lực đó sẽ đè nặng vào cái vai của anh. Nhưng mọi người hãy nghĩ rằng một người đàn ông mà người ta thú nhận trước tất cả mọi người, cả triệu triệu người, thì đó là một cái điều tình yêu đích thực anh đã dành cho Trinh. Đồng ý với chị Trinh, tại vì như vậy này, thực ra người đàn ông đó có thể không kể cái chuyện này ra. Dạ đúng rồi. Nhưng ngày hôm nay tại sao anh Long lại dùng cái chương trình của mình để nói? Bởi vì người ta luôn luôn trăn trở với cái sai lầm đó. Người ta thấy rằng là người ta nợ người phụ nữ một cái hành động nào đó, mà cái lời xin lỗi với riêng cá nhân chị nó không đủ. Tại vì đàn ông sai thì rất là nhiều người sai, nhưng mà dám nhận cái lỗi sai đó và dũng cảm nói ra thì không phải ai cũng làm được. Đó là một cái người rất là đàng hoàng. Và em cũng rất là nể phục anh với cái ngày hôm nay. Thực sự là như vậy. Nãy giờ thì mình nói chuyện về cái việc mà đũa lệch kết trong chương trình hôm nay rất là nhiều. Và bây giờ có rất là nhiều người họ muốn yêu lắm, nhưng mà họ bị cản trở bởi quá nhiều thứ. Chứ em hỏi chị Trinh đi. Cái thời điểm đó, thứ nhất, anh Long vừa là người có 2 đời vợ rồi, vừa hơn chị rất là nhiều tuổi. Gia đình hai bên có thể nói lúc đó là không hề môn đăng hộ đối. Lúc đó cách nào chị đã vượt qua thì chị có thể truyền lại cái kinh nghiệm mà chị đã vượt qua nó như thế nào hay không, để cho mọi người vững tin, mọi người dám bước tới cái tình yêu mà không bỏ qua những cái rào cản đó. Cái câu này cảm ơn Giang. Bởi vì trong lòng Trinh đã quyết tâm đến với lại anh rồi, thì Trinh đã hiểu. Bởi vì mình là phụ nữ thì lúc nào cũng mong nhờ có một cái tấm chồng. Tấm chồng là để là che chở cho mình, là yêu thương mình. Bởi vì anh nói một câu như vậy nè: anh không phải là đại gia, nhưng anh hứa với em và hứa với chị của mình, là hứa với chị thứ ba của mình và kể mẹ mẹ của mình, đó là con không bao giờ để cho Trinh khổ. Đúng là phải trải qua rất là nhiều gian nan thử thách. Cái thử thách này là thử thách ngay cả những cái vượt qua cám dỗ của chính bản thân mình để giữ gìn được cái hạnh phúc ấy. Cho nên cái tấm gương của anh chị đấy chính là cái mà chương trình của chúng ta muốn hướng tới. Cảm ơn anh chị. Em cũng xin nói ngắn gọn một câu thôi, là các cặp tình yêu nào hiện nay đang rơi vào một cái tình huống giống như Long và Trinh, cho là đũa lệch đi, có thể là người đàn ông có thể là lớn hơn người phụ nữ 10 tuổi, 15 tuổi, thì chúng ta cũng đừng nên lấy cái đó là một cái mặc cảm. Cái tuổi tác nó không quan trọng, và cái quan trọng là cách sống. Và cái cách sống đó nó sẽ đem lại cái sự tươi trẻ cho người đàn ông. Hương Giang chỉ xin chốt lại bằng một cái câu nói như vậy thôi, và Giang nghĩ là mọi người sẽ đồng ý với Giang. Đó chính là trong tình yêu á, không có một cái giới hạn nào được coi là lệch nếu như mà hai người đó cùng nhìn về một hướng và cùng chiến đấu cho cái tình yêu của mình, đúng không ạ? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua tất cả.
Thì em tin là hai anh chị chính là cái bằng chứng sống cho cái chuyện đó. Mạnh mẽ lên nhá các người phụ nữ.